Xin chào các bạn. Hello. Bữa nay Đào muốn nói cái tiếp theo khi mà mình ăn chay á. Đào muốn share cái video này, nói là cái topic là Đào ăn cái gì hay là uống cái thuốc gì cho cái supplement á, là cái chất bổ á, khi mà mình ăn chay lâu dài để cho nó giúp cho mình, cơ thể mình có sức khỏe. Thì Đào tiếng Việt thì không có gần gì mấy, nhưng mà cũng gán nói tiếng Việt, tại vì thấy nhiều người ăn chay bên Việt Nam á, ăn chay không có đầy đủ với lại không có đa dạng á, thì cái sức khỏe của mình nó không có đủ cái chất bổ để cho nó để cho mình đừng có bị suy tàn suy yếu thì bệnh chết hay là gì đó. Tại vì nhiều người ăn chay á, khi mà mình nói với người ta mình ăn chay á, thì cái người Việt Nam á, thường thường ta nghĩ mình một là tu, hai là mình giống như là người ta sợ rằng là không có đủ chất, rồi người ta sợ bị bệnh. Thì Đào muốn share cái cách là mình Đào ăn cái gì, mình uống cái gì để cho mình giúp cái cơ thể mình có sức khỏe. Ở đây thì Đào có viết một cái nơi để cho nhớ thôi, nhưng khi cái mình nói chuyện hồi chứ mình quên luôn, không biết nói gì nữa. Thì cái chất đầu tiên Đào muốn nói là cái chất iodine salt. Thì cái iodine á là nó giúp cho cái thyroid function của mình. Cái đó là mấy người bị bú cổ hay là cái chất thyroxin á, trong cơ thể người ta không đủ á, thì nó dễ bị sinh ra bệnh. Với lại trong cơ thể của mình có nhiều tế bào á, với lại cái cell thì nó cần chất iodine để cho nó hoạt động. Nếu mà nó không đủ đó thì nó sẽ, thì nếu cái gì mà nó không đủ thì nó sẽ từ từ nó sẽ hư, rồi nó sinh ra bệnh. Thì chất iodine nó rất là dễ, dù mình ăn chay hay là mình ăn thịt đi nữa, thì mình cũng có thể mình bị thiếu đó. Nếu mà mình trước khi mà con người mình trước ăn chay á, hay là người đã ăn chay lâu dài á, thì Đào khuyên rằng là mình đi ra bác sĩ mình lấy máu của mình, mình phải coi cái full blood count hay là cái full blood picture, là nguyên cái hình của cái máu của mình, ở trong đó nó có gì, cái chất sắt chất này chất kia nó có thiếu cái gì, với lại cộng vô rằng là mình phải coi cái thyroxin á, là cái level, cái level của mình nó thấp cao hay thấp. Thì cái đó nếu mà mình cần á, thì mình nên ăn đồ ăn nó có chất iodine vô. Tại nếu mình không đủ thì mình rất là mệt, mình khó chịu. Với lại có thể mình sanh ra cái bú cổ nữa. Cái nó nhầm người thôi nha, không phải là mỗi người sẽ bị bú cổ, nhưng mà chắc ai đi thì cần. Ở đây thì Đào có từ đâu mình có thể mình ăn đồ ăn mà nó có chắc ai đi. Thứ nhất á, mình đừng có đi theo cái thời nay mà mình mua cái muối hồng Himalayan salt á, người ta giống như là trong vòng khoảng chừng chắc 5 năm nay thôi, mình thấy ở ngoài tiệm người ta bán cái muối hồng á, thì đồng ý cái muối hồng nó có nhiều cái minerals, nhưng mà thật sự mình cũng không có cần cái đó đâu. Nếu mình ăn chay mình có thể mình lấy cái chất mineral từ cái khác, nhưng mà mình nên mua cái muối á. Nếu mà ở bên Úc á thì mình xài iodine salt. Okay. Thì mình lấy iodine từ cái salt này khi mà mình nấu ăn mỗi ngày. Nếu mà mình lỡ mà mình không có mua cái muối á, mà nó có iodine salt á, thì mình nhớ mình ăn giống như cái thức ăn của mình có như là mấy cái rong biển á. Một là mình làm sushi mình ăn, nhưng mà nhớ đừng có ăn cơm nhiều quá, cái đó là cũng là chất đường thôi, do trong cơ thể của mình nó cũng xảy ra nhiều cái bệnh giống như là bị bệnh tiểu đường. Thì mình nên ăn ít cơm lại với ít bánh mì lại. Thì khi mà mình làm cái này á, mình ăn chay thì mình ăn chung với avocado, bơ, dưa leo,
mấy cái cải gì đó mình quắn nó vô với một chút cơm vô thì cái đó nó cũng đủ cho mình đi chắc ai đây. Hay là mình nấu cái súp hay là gì đó, mình để mấy cái seaweed này vô, một là seaweed này, hai là cái kelp á, là cái chất nó bự hơn, cái seaweed nó bự hơn, cái miếng nó bự khi mình để nó vô nước nó bự ra chẳng bàn vậy nè. Hay là mình ăn chè á, ăn chè hay là ăn mấy cái jelly với hột é rồi đó mình để seaweed vô cũng được nè, thì cái đó mình có thể mình bổ về cái chất iodine. Nhớ đừng ăn đường nhiều quá nha. Còn nếu mà mình không biết mình ở đâu mà mình không có thể mình mua seaweed hay là mình không có thể mua muối đó, thì mình đi ra ngoài cái tiệm bán thuốc á thì nó cũng có thể, hay là mấy đứa nít á, mình mua cái chất iodine này để cho nó, một là nó uống, hai là mình nhỏ nó vô cái miệng của nó. Tại vì con nít mà lớn lên hay là mấy người có thai rồi đó, nó tốt cho cái nó tốt cho cái sức khỏe của người phụ nữ khi mà có thai, với lại cái đứa bé trong bụng nó develop thì cái đầu óc của nó minh mẫn hơn khi sau này mà nó sanh ra, hay là sau mà nó sanh ra rồi á thì suốt cuộc đời của nó cũng sức khỏe nó tốt hơn. Thì cái nhất là cái chất iodine, cho nên là đào nghĩa là nó cũng rất là quan trọng cho mình. Cái thứ hai là cái chất vitamin D. Vitamin D thì bên ăn chay bên ăn mặn gì ai nhiều người bị thiếu lắm. Nếu mà mình là người già lớn tuổi mà mình không thích ra ngoài nắng, hay là mình ở bên Việt Nam người phụ nữ mà mình thích da trắng, hay là mình thích da của mình trắng hơn á, rồi mình đi ra ngoài đường á, mình hay chùm mặt chùm tay của mình á, mình không có đủ cái chất ánh nắng của mặt trời á, thì nó làm cho xương của mình á từ từ nó mục đi. Tại vì á, cái vitamin D này á, nó cần để cho cái chất calcium á, không biết việc là gì, calcium để cho nó vô trong cái xương của mình nó absorb vô được. Còn nếu mình không có đủ vitamin D á thì dù mình uống 3 lít sữa đi nữa, sữa bò hay là cái sữa almond milk, thì cái chất đó nó cũng nằm ở trong cái cơ thể của mình, rồi từ từ mình đi toilet nó cũng ra hết trơn à. Nhưng mà mình có nhiều calcium quá có thể mình bị bệnh sạn thận. Ok, sạn thận nó rất là đau, nam nữ gì ai cũng có thể bị bệnh sạn thận nếu mà mình nhiều calcium mà mình uống nước nhiều quá. Thì cái đó, nếu mà mình bị cái đó thì cần phải vô bệnh viện tại nó rất là đau. Tùy theo cái sạn, nếu mà nó lớn hay là nhỏ thì tùy theo cái cách cái người bác sĩ đó sẽ trị sao. Ok, vitamin D. Cái chất thứ ba cần cho những người ăn chay á là cái chất vitamin cái B12. Cái B12 này á, nếu mà mấy người mà ăn chay trường mà lâu dài mà không ăn trứng, không ăn cheese, không uống sữa gì đó, cái B12 này á thì mình không có thể đưa vô cơ thể mình được. Tại thường á, thì nó nằm ở bên bên thịt không ạ. Không có phải là cái thịt đó nó có B12. Cái B12 là nó nằm ở chỗ mà dơ bẩn á, rồi mấy cái con thú vật nó ăn vô rồi nó mới đưa vô người đó. Có thể hồi xưa đó người ta ở cái đời sống của họ rất là không có vệ sinh giống như bây giờ, thì cái chất B12 này không có sao. Nhưng mà thời nay mình ở sạch quá, sạch cũng là tốt thôi, nhưng mà mình ở sạch quá thì cái B12 này á, nó không có thể, nó nếu mà mình ăn chay á, thì mình sẽ bị thiếu nó. Đào có nói cái video đầu tiên á, mấy người mà trong cái xay nước mía, nước củ dền với dưa hấu á,
Nói là khi mà mấy người tu mà ăn chay chừng một thời gian á, cái tánh tình của họ thay đổi á, tại vì không phải là ai cũng bị hết, nhưng mà mấy người thay đổi á, nhằm khi họ không đủ iodine hay là họ không đủ cái chất B12 này, cái nervous system á, là cái đầu óc của họ nó không có được giống như là bình thường như cái suy nghĩ của họ hơi cực đoan, hay là nhằm khi họ dạy cái giáo lý hay là họ ra cái ý kiến gì đó thấy nó không có phù hợp với cái với người khác, dễ sanh ra chuyện, dễ bị dễ cự lộn với người khác. Cái người ta hay nói là ồ tại sao mà tu sao mà càng ngày mà càng dữ, mà càng ngày mà đổ nghiệp hay là gì đó, thì đạo khuyên là mình phải nên supplement, là mình mua cái B12 này để mình uống. Nhớ là mình phải mua cái vegan nữa nha, là vegetarian hay là vegan á. Nếu mà mình là người vegan á thì mình mua cái vegan, còn nếu mà mình vegetarian á thì nhiều khi nếu mà mình ăn mấy món ăn mà nó không có B12 thì mình nhớ mình mua cái này mình uống. Nó có nhiều loại. Cái này á, cái của đào có thì nó mình lấy một cái viên này mình để với cái lưỡi của mình á, thì sublingual á, thì từ từ cái nó tan, thì mỗi ngày mình uống một viên thì cũng đủ rồi. Còn cái bên phía bên đây á, ở trên cái bàn này, cái này là thì đào nghĩ cũng cũng tùy theo mỗi người, theo cái sức khỏe của họ làm sao thì mình mua đó, mình xài. Chứ mấy cái thuốc bổ này nó rất là mắc tiền. Với lại thứ hai là nếu mà mình ăn chay mà mình ăn đa dạng, hay là mình ăn đầy đủ á, thì mình không có, mình cũng không có cần, tại vì mình vậy. Tại cái multivitamin này đi, nó có nhiều ở trong đây, nhiều nhiều chất tốt. Ở trong đây nó cũng có iodine nữa. Nếu mà trong cơ thể mình ăn ăn nhiều chất á, mà mình uống cái này vô mỗi ngày á, thì cái thân thể của mình nó nhiều quá thì nó sẽ đặt tẩy nó ra. Một là mình tiểu nó ra, hai là mình nó thành phân. Ok, thì cái đó là tiền mình xài tiền không có đúng chỗ. Cuối cùng á, thì giống như trong cái đồ ăn của mình, nếu mình ăn tốt thì mình không cần cái này. Nếu mà mình sợ á, mà giống như là nhầm lúc cái mình thấy cái đồ ăn của mình không được tốt, hay là cái sức khỏe mình hơi yếu á, thì mình uống một viên hay là hai viên thôi. Không phải một viên, giống như là lâu lâu khoảng chừng 3 ngày mình uống lần, hay là một tuần mình uống lần cũng được. Cái đó là tùy nha, mình phải coi coi trong thân thể mình cần cái gì thì mình nên làm cái đó. Còn nếu mình ăn đủ thì đạo nghĩ cũng không cần uống mỗi ngày. Cái chất thứ hai đầu bên phía bên này á, mà không cần gì mấy á, thì theo cái việc làm của Đào á, nhằm lúc nó cũng rất là cực, như là mình đối diện với rất là nhiều người, thì với là mình hoạt động cũng nhiều nữa, nó mệt đầu óc mà nó mệt cơ thể của mình, thì Đào uống magnesium. Một là uống cái magnesium này, hai là uống cái vitamin C này. Hai trong cái này nó cái nào nó cũng có magnesium hết đó. Tại sao cái chất này nó quan trọng? Tại nguyên nguyên cái cơ thể của mình á, mình có xương thì mình có cơ bắp hay là bắp thịt thịt á, thì cái đó là muscle. Thì cái muscle này nó cần cái magnesium này nè, để cho nó giúp cái hoạt động đó, nó hoạt động đó, nhưng mà tiếng Việt không biết cái cách nào nói gì khác đó, cho nó work đó, cái function của nó. Thì mình uống cái này á, nếu mà mình làm mệt á, hay là cái người đó exercise á, nhiều á, thì cũng nên uống magnesium, nó bớt để cho nhức mỏi, nó bớt cho giống như là nó giúp cho cái giấc ngủ của mình. Thì mỗi một ngày mình uống cái này, cái formula này á, thì Đào mua là cho đi ngủ. Nó có cái formula này bằng bột nha, nó có formula cho những người active á, là lúc mà mình thức á, mình trước khi mình đi làm, hay là sau cái exercise session á, thì mình uống cái này, nó giúp cho cái muscle của mình á,
cái bắp thịt mình nó recover lại quicker, nhanh hơn. Nếu mình không có cái đó mà muốn cái gì, muốn cái uống cái vitamin C này cũng được. Thì mình đi làm nhiều hay hoạt động nhiều, hay là mình cái người mà đi làm ca đêm vậy đó, thì mình uống cái này cũng rất là tốt. Nếu mà mình không uống này thì Đào lúc nào cũng mua Hydrolite. Cái này á, Hydrolite này là nó cũng giống như là mình vô nước biển vậy đó. Tại vì cái bịch nước biển nó làm cho mình, khi mà mình mắc nước hay là mình mắc cái chất bổ á, thì nó làm cho mình khỏe lại. Thì cái này á, với cái này nó cũng hơi song song, nó cũng giống như nhau vậy đó. Hơi giống nó ngay, chứ không phải là nó có đủ hoàn toàn. Nhưng mà Đào thấy lâu năm rồi đó, khi mà đi làm về cái mệt mỏi á, Đào uống một viên này chung với nước coconut, nước dừa á, nó rất là ngon. Uống cái này vô để đá, uống đá vô, mình uống cái đó cái trước khi mình đi ngủ ca đêm á, giống như mình đi làm ca đêm về, hay là trước khi mình đi làm ca đêm á, thì nó làm mình bớt mệt hơn. Thì cái này á thì cũng tùy theo cái cuộc sống của mọi người, muốn mua thì mua, không muốn mua thôi. Nhưng mà Đào nghĩ nên để nó ở nhà, tại vì những lúc mà mình bị tiêu chảy hay là mình bị ói mửa thì mình cũng nên uống cái này. Tại vì trong cái cơn bệnh đó, mình mất sức với lại mình mất nước, nhiều nước lắm, thì mình phải cần uống nó trở lại. Không thôi cái thân của mình nó bị mệt mỏi mà mình không có sức để mình chống lại mấy cái con virus hay là mấy con bacteria đó, thì mình nên uống cái này. Okay. Còn cái cuối cùng, nhiều người nói là probiotics. Trong mấy năm nay thì mình thấy là người ta giống như giới thiệu là uống probiotics. Đào thật sự là hồi đó là cũng có uống nữa, nhưng mà cái này á, mỗi một chai này nó rất là mắc tiền, mà mình cần nó hay là không. Nhiều người nói khi mà mình uống cái thuốc trụ sinh á, thì cái bacteria, mấy con vi khuẩn, vi trùng ở trong cái bộ phận tiêu hóa của mình á, nó có cái tốt và nó có cái xấu. Thì khi mà cái xấu mà nó vô trong cái bao tử mình nhiều mà nó ở nhiều năm rồi đó, thì nó có thể là nó làm cho cái bộ phận tiêu hóa nó chậm lại. Khi mà cái bộ phận tiêu hóa nó chậm lại hay là nó không có tốt á, dù mình uống bao nhiêu multivitamin, mình ăn cái đồ ăn gì đó, thì nó cũng giống như là nó cũng thành phần hết trơn, nó đưa vô cái thân thể của mình giống như vậy để mình được 80% đi, mà cái bộ phận này nó không có tốt á, thì mình có thể đưa vô khoảng chừng 30% thôi. Thì Đào nói với tỷ vậy thôi nha, nhưng mà thật sự Đào muốn nói là cái digestive system của mình á, nó không có thể absorb, giống như nó không có thể hút vô mấy cái chất tốt được. Bởi vì khi mà mình không có ăn cái đồ ăn mà đa dạng hay đầy đủ á, thì mấy cái con bacteria trong cái bụng của mình với cái bao tử đường ruột của mình á, mình không có nuôi được mấy cái con tốt đó. Nếu mà mình không nuôi cái tốt thì mình nuôi cái xấu, mà mình ăn nhiều cái đồ ăn mà nó không có tốt á, thì nó nuôi mấy cái con không tốt, thì lâu dài mình sẽ sinh ra bệnh. Thì nói dễ vậy thôi cho hiểu. Bởi vì khi mà mình, nếu mà mình đi bác sĩ mà mình tới mình chỉ mới có bệnh một chút xíu thôi. Hồi xưa thì bác sĩ bình thường cho mình viên thuốc. Đào bên Việt Nam thấy mấy cô, mấy chú với lại ông bà đồ, khi mà bệnh á, người ta cho một bịch thuốc gì nữa. Ở trong cái bịch thuốc đó Đào không biết là thuốc gì nữa, mà uống một lần một bụng gì nè, mà người ta cho 2-3 ngày gì đó, uống hết cái đó là thôi. Mà mình suy nghĩ lại, cái thuốc á, nó có cái tốt mà nó có cái hại, mà cho nhiều thuốc như là mình phải hỏi cái đó là thuốc là cho cái gì, chứ nhầm khi cái cơ thể của mình cũng không có cần uống thuốc đó nữa. Nếu mà mình mới chỉ cái bệnh hơi hơi thôi mà người ta cho mình cái thuốc trừ sinh á, nó làm cho mình giống như là
Bây giờ tiếng tiếng Việt thì ta không biết cái đó là gì, nhưng mà tiếng Anh á, thì người ta nói là antibiotic resistant á. Thì trên đời này nó chỉ có bao nhiêu cái thuốc trường sinh thôi. Nếu mà mình không có còn, giống như là mình không có còn mà mình bị resistant với mấy cái thuốc trường sinh đó, đó thì nó không có còn trường sinh nào khác để cho mình giúp cho mình là khi mà mình bị bệnh đó, đó. Thì nên phải xài thuốc trường sinh bớt lại một chút xíu, mà phải cho cái cơ thể mình nó đầy đủ quá đầy đủ chất đó, để cho cái cơ sức đề kháng của mình nó cao lên, mình có thể mình từ cái cơ thể của mình nó trị bệnh mình được. Nếu mà mình xài trường sinh nhiều quá thời gian á thì hết thuốc để cho mình chữa thì probiotic đã muốn nói là hồi đó người ta hay nói là khi mà mình uống thuốc trường sinh thì nó giết cái tốt mà cái xấu bacteria ở trong cái gut của mình, thì người ta khuyên là mình phải uống probiotic này để cho nó sống trở lại. Nhưng mà đã muốn nói là không cần gì mấy, ăn đồ ăn đa dạng là cái gut system của mình nó sẽ trở lại bình thường, nó có thể nó tốt hơn. Dù mà mình ăn mặn suốt cả đời của mình á, mình cũng nên có một ngày nào đó mình ăn chay kỳ, thì nó cho cái thời gian á, nếu mình ăn đầy đủ á, để cho cái system của mình á, nó có thời gian để nó hoạt động lại. Okay. Alright. Thì Đào cũng nói là Đào cái tuổi nó cũng còn hơi trẻ không già gì mấy nhưng mà cũng đứng tuổi, thì không có bị bệnh gì nhiều, thì chỉ có một cái chứng bệnh Đào bệnh là thiếu ngủ thôi. Cái đó tại vì cái việc làm của mình thiếu ngủ, với lại cái thứ hai là rất là căng thẳng đầu óc, tại vì trong cái việc làm của Đào thì đối diện với rất rất là nhiều người, and mỗi một người mà mình khi mà mình không tu á, cái tâm của mình nó dễ bị sao động, thì nó dễ cũng dễ khởi lên cái tâm hận thù với giận dữ nhớ. Tại cái người ta là thường thường là vậy, mà không có ai có thể mà cái ý của họ với cái ý của mình giống nhau. Bởi vì mỗi một người khi mà mình có thể mà mình tu được á, cái đó là một cũng là một cái thuốc cho cái cơ thể mình, cho cái tâm của mình. Khi mà mình tu mỗi ngày mà mình tu sửa cái tâm của mình, mà mình ăn đồ tốt nữa, thì cái suy nghĩ của mình á, nó mở mang hơn, mình có cái suy nghĩ chiều sâu á, để mình đối diện với cái người mà mình tiếp xúc với. Dù mình đi đâu đi nữa, cái nhu cầu của mình nó bớt lại, mà nó có cái đó nó có cái tốt cho mình, mà nó có tốt cho những người xung quanh của mình nữa, tại vì mình không có còn giống như là tiếng Anh người ta nói là entitled á, nghe là demanding. Tiếng Việt á thì đã không biết cái đó là gì cũng gắt gói. Thì Đào nói cái tu hành đó là cái thuốc, là nhà Đức Phật cho mình cái đó là cái thuốc tốt nhất. Okay. Dù mình có bị bệnh đi nữa, mà mình có cái thời gian mà mình tu mình sửa tâm lại, dù mình có đau hay là mình có khổ tâm, thì cái tu hành cái sửa tâm đó đó nó sẽ giúp cho mình qua cái cơn đau đó, hay hoặc là qua cái cơn khổ đó. Thì càng ngày mình càng tu á, thì càng ngày càng đào hết đó nha, thì càng ngày mình bớt khổ lại, thì mình có thể đối diện với cuộc đời á, nó mình đối diện với cuộc đời nó có cái niềm nở, và nó cho người ta cái an tâm, mình cho mình an tâm mà mình có thể cho người khác an tâm nữa. Ok, that's it. Đào chỉ muốn share cái video ăn cái gì hay là mình uống thuốc gì để cho nó tốt cho cơ thể. Đào sẽ hẹn các bạn trong cái video sau này. Chúc các bạn một ngày vui vẻ và đẹp đẽ tu hành sáng.
giống như mặt trời đó, để mình được cái ban mình đi. Bye bye.